Hello, xin chào mọi người. Tối hôm nay em lại tiếp tục trở lại nha. Hôm nay có thời gian giới thiệu cho mọi người một cái món đồ khá là thú vị. Cái này tự nhiên hôm nay có một anh khách ở phương xa gọi điện tới hỏi mua mấy cái ché. Thì em cũng sực nhớ là lâu quá mình chưa có bán ché, chưa gửi đến cho anh em đó. Và cũng sực nhớ là sau khi mình báo giá xong thì mới sực nhớ là ủa, sao mình báo giá rẻ quá vậy. Mới lục lại hỏi thăm tình hình thị trường, ôi cha mày ơi, giờ nó giá tăng gấp đôi rồi. Không thể nào mua được với giá như trước đây mình mua nữa. Đấy là lên clip giới thiệu mọi người cập nhật lại giá nha. Cập nhật lại giá. Bởi vậy em đã nói rồi, anh nói mọi người không mua sớm thì giá thật tăng. Đó, em không thể nào bán rẻ hơn được, em phải bán theo giá thị trường. Trừ khi những món đồ đó anh em nào mà thấy nhiệt tình rồi bớt chút xíu thôi. Đó là quy luật cuộc sống đó mọi người ha. Bán rồi mua lại không được. Đó, cuộc chơi mà vậy mọi người. Đó, người sau thì chắc chắn sẽ mua cao hơn người mua trước. Thì như vậy đồ sưu tầm mới lên giá, mới giá trị đúng không? Đó là cuộc chơi đúng không? Đồ gì mới có mong rẻ hoài sao được, nó phải người sau mua hơn người giá cao người trước. Đó, nên đồ mới cái tăng giá. Các bác hãy hiểu đúng không? Không phải lúc nào trong cuộc đời này cũng mua được đồ rẻ. Mua rẻ hoài thì sao mà nó là may mắn, mà trong cuộc đời này không thể lúc nào cũng may mắn. Không thể nào may mắn được thôi. Có những món đồ em nó chia sẻ với người rồi, giá thị trường 35-40 triệu, nhưng cái những em mua thì lúc có 7-8 triệu thì em về em bán người 11-12 triệu là mình là có lời nhiều đúng không? Thế nhưng sau này em đi rồi vài bữa sau em gặp những món đồ đó cũng 35-40 triệu, em vẫn mua bằng giá 35-40 triệu, không có tiếc nuối, không có lấy cái chuyện quá khứ ra mà để so sánh nói giá người khác được. Đó, giá thị trường là giá thị trường. Còn nếu mình may mắn mình mua được giá rẻ thì đó là may mắn của mình thôi. Cuộc sống mà, cái này cái nọ. Rồi, hồi nãy giờ cũng dài dòng rồi thì vô đề lại cho mọi người. Clip hôm nay là clip kiến thức ha. Thì sẽ nói kỹ hơn để cho anh em mới chơi cũng như anh em chơi lâu năm chưa biết được. Em nói tới, nói lui, nói hoài, nói ngược, nói xuôi, nói đi, nói lại, để cho anh em có một cái nhìn tổng quan nhất, để mà mình gặp món đồ mình không có sợ. Trong cái danh sách hơn 1000 clip của em có một danh sách là kiến thức á. Có những cái bài nói về kiến thức nó chuyên sâu cũng như là nó chắc lọc. Thì anh em nếu có điều kiện thì vào đó xem. Còn clip hàng ngày là clip bán hàng của em. Đó, thì có món này món nọ, có gốm tàu, gốm lá thiêu, gốm cây mai, gốm bát tràng, gốm gì cũng có, tranh ảnh đồ đồng đồ sứ bán tùm lum á, đó là kiếm cơm hàng ngày. Còn đối với những cái clip này thì chia sẻ là chính cho mọi người nha. Đó, trước mặt mọi người đó là một cái ché, mà cái ché loại lớn nhất. Cái thuộc ché này là ché gọi là tam lăng nhị hạt. Tam lăng nhị hạt tức là gì? Tam lăng là ba con lăng, một con lăng lớn, một con lăng nhỏ và một con lăng nhỏ hơn nữa, và hai con chim, đó chim hạt đó, nó bay mới nhìn nhau. Ồ, cái này thì là thuộc gốm mệnh, chính xác thì nó tuổi đời nó cũng giờ cũng 100 năm rồi, xếp bờ cổ vật được rồi. Thứ hai nữa đó là cái gốm thời kỳ đầu của lá thiêu, mà nhiều anh em bây giờ nói cây mai. Cây mai thì cũng được, bởi vì thợ của cây mai xuống làm thôi. Một trong giai đoạn đó thì vừa có gốm cây mai vừa có gốm lá thiêu làm, thì người ta anh em
À, chính xác nói lấy thiêu cũng được và cây mai cũng được, nhưng theo em thì gọi là lấy thiêu già nhá. Đó, nó thiêu già. Cho nó khiêm tốn nha mọi người. À, cho khiêm tốn chứ anh em nói cây mai cũng được. À, em khẳng định nhấn mạnh lại cho mọi người nha. À, nói cây mai cũng được nhưng em muốn nói khiêm tốn thì nói lấy thiêu già nha mọi người ha. Bởi vì em biết chính xác cái nguồn gốc của cái chế này ra đời từ của cái lò nào, của vị trí nào nên em mới nói như vậy, chứ còn không chắc thì em có nói. Và cũng nghiên cứu sách vở cũng như là hỏi những người khác rồi chứ không nói bậy ha. Thì cái chế này là cái dòng gốm chế đặc trưng của cái lò gốm ở Thủ Đức, mà gọi là lò gốm Quảng Ích. Quảng Ích khác ở Quảng Đức nha mọi người ha. Quảng Đức là miền Trung, Quảng Đức miền Trung, miền Trung Quảng Ngãi rồi đó. Đó. Mà nó cũng thời kỳ là thời Trần, thời kỳ Lê, thời Lê thời Trần á, ra những cái sản phẩm cũng rất là đẹp, đặc biệt là những bình voi hoặc là những cái món đồ bình bông gì đó. Đó. Miền Trung thì có Quảng Đức rồi Gò Sành rồi cái kiểu châu ổ cũng rất là đẹp luôn mọi người, mà anh em chưa chơi. Đó, dòng Quảng Đức, còn ở đây là Quảng Ích nha. Trong vậy Quảng Ích, à Quảng Ích. Đó, cái chế nó bởi vì lúc trước là chia là anh em một cái top thợ từ cây mai chuyển xuống Thủ Đức làm á, thì cái người Hoa người ta có một cái quy định rất là chặt chẽ là phường A thì không được làm giống phường B, bởi vậy người ta mới sáng tạo ra cái chế này. Nó khác những cái lò gốm ở Chợ Lớn nha mọi người ha. Đó. Thì mục đích ra đời của chế này là cung cấp cho thị trường miền Nam, miền Nam Bộ hoặc là mà chủ yếu là vùng Tây Nguyên và một số ít thì xuất khẩu đi Malaysia, Indonesia đó. Đó. Rồi chủ yếu trên Tây Nguyên, đồng bào Tây Nguyên có rất nhiều, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. À, không ra được đến miền Trung nha, lúc trước vận chuyển khó khăn cũng như là chiến tranh binh đao loạn lạc, không có đi được xa, chỉ đi đến đó thôi ha. Thì bà con đồng bào thì đem bò đem trâu xuống đổi, đem thú rừng cọp da beo rồi thú cái gấu rồi đó, ngà voi xuống đổi, thì mang gạo mang muối và mang những cái chế này về để chi, để đừng rượu cần nè, đừng gạo đừng muối nè, đó giao thương thời đó, thời kỳ đó như vậy mọi người. Và những cái chế này gọi là chế đặc biệt, đẳng cấp dành cho những già làng hay là những người có điều kiện để xài thôi, chứ còn mà dân thường thường thì xài những chế màu da đương, màu đen, màu nâu đó. À, chế của dòng Phúc Kiến đó, nó rẻ tiền hơn mà nó không có giá trị hết á, đầy mà không có giá trị, mà nó cũng là già đồ lắm nhưng không có giá trị cao mọi người. Em cũng thèm mua cái đó, mua chỉ để chặt nhà đó. Thì quả thật nó cũng già tuổi lắm, thế nhưng ai có bảo tàng thì cứ mua về để chơi, để có không gian rộng rãi để này. Chứ theo em thì mua mấy cái đó chặt nhà không có được gì hết. Những lựa chọn những cái nào mà xuất sắc mà thời trước người ta ít có mà đẹp giá trị thì mua chơi, số lượng ít ha. Ủa, sưu tầm mà càng ít thì nó mới màu giá trị đó. Thì vậy, bởi vậy cái nguồn gốc ra đời vậy đó, đừng mà thứ nhất là đừng rượu cần, thứ hai nữa là cấm những cái để những nhạc cụ cũng như là đồ chân phong thủy ở trong cái nhà rong nha mọi người ha. Còn Nam Bộ thì người ta đừng còn nếu là đi về miền Tây á, thì nó sẽ được dùng để đừng gạo hay đừng nước muối dưa nha. Đó. À, muối dưa miền Tây thì là muối mắm rồi đó. Đó, thì miền Tây thì nó điều kiện giàu có hơn, thì người ta chơi những đồ tàu hoặc là những đồ gốm cây mai nó xịn hơn đó. Và thêm cái thứ ba đặc biệt của cái dòng chế này nữa là men chảy ha. Men chảy mọi người thấy không, chảy rất nghệ thuật. Giữa lớp men kiến màu nâu với trong thì người ta tưới những cái lớp men màu xanh màu cô ban ra bên ngoài mới chảy xuống, rất điệu nghệ. Mà cái điều chảy nên ăn tiền là chỗ đó, không cái nào giống cái nào, mà cái nào chảy nghệ thuật thì giá tiền cao hơn, bởi vì cái này gọi là không có cái giá sàn nha mọi người. Giá sàn thì có giá sàn thì 7-8 triệu, có những cái đột biến 20-30 triệu nha, nó bình thường.
À, và thường thường cái ché này thì nó bị dễ bị cái cha cái quai thì bị thường bà công dân tộc hay có một ngày lễ kỷ niệm gì thì người ta chặt một cái quai đó, đó gì bình thường nó văn văn phong tục tập quán người ta nên 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 phải chấp nhận thôi, thì hy hữu lắm mới sưu tầm được cái ché đầy đủ mấy cái tai ấy, còn không thì chấp nhận chơi mà chơi mình chơi văn hóa chơi lưu giữ cũng như chơi những cái nét đặc trưng của người ta. À, rồi cái lớp men ngoài cái dòng chén thì có hai hai loại men, một là men cái nào mà nó dùng men kiến thì nó ra lớp nâu nâu vậy nè, còn một cái dòng cũng giống như vậy mà men không dùng men kiến mà dùng men trắng, mà cái loại men trắng đó thì nó yếu hơn, nó dễ bị phong hóa, nó dễ bị bào mòn với thời gian nên nó sẽ nhìn rất là già đồ, nhìn rất là già, nó móc nó meo giống như dính một lớp vôi đó. Tùy tùy các bác nào thích chơi kiểu dòng men kiến sạch sẽ bền bền hơn đó, thì khi được dùng loại này, còn nhìn thấy phong hóa thấy bụi bặm phong trần hơn thì em có mấy clip trước em giới thiệu nó sẽ dùng cái men trắng yếu hơn đó. Có một lớp thời gian nó tạo ra những lớp vôi phong hóa nhìn cũng khá là hay, mỗi cái đều cái một cái vẻ đẹp khác nhau nha mọi người. Có men kiến thì là chất lượng cao hơn theo em nghĩ, bởi vì nó già lửa hơn và nó chứa đồ được tốt hơn, không bao giờ sợ nó xì nước ra bên tận bây giờ ha. Còn những cái trắng đó thì nó đẹp hơn, nhìn nó thời gian hơn, thế nhưng đựng nước có thể nó lâu ngày lớp men nó yếu rồi thì nó có thể nó bị xì ra, nó bị thấm nước ra đó. Rồi cái mặt này đó là mặt con hạt, mọi người xem đó, cái mặt này là mặt con hạt đó, người ta bán không ai phân tích gì đâu, người ta bán cần đưa hình đừng muốn coi nó đang thui thù lùi nè. Đó nè, đám mây này men nó chảy xuống này, sự phối trộn giữa màu men cực kỳ đẹp luôn đó không. Đó đó, đây hai bọn chim, hai anh chim này đó, đó mọi người quá sức là đẹp đúng không. Rồi bên này là ba con lăng nè, à ba con lăng đó, mà quả này trái cau, trái trâu ở giữa nè, trái trâu nè, con lăng con nè, lăng cha này, ở đây lăng mẹ đó. À, thường nó sẽ có cái máy chế này có cái mọc lò mà thường nó đóng rất là mờ, phải xoay rất là kỹ mới phát hiện được, có nhiều cái thì nó rõ còn có nhiều cái thì nó mang nó che hết luôn không có thấy. Để em coi cái này có không. À, thường cái mọc lò nó nằm ở vị trí này nè, mà nhiều cái là mang nó phủ luôn không thấy được. À, mọi người thấy mang kiến rất là đẹp luôn nha, men kiến cái rất là bóng luôn, lớp rạn hết bên trong này, rạn hết rồi, già đồ lắm rồi, này hơn hơn 100 năm nha mọi người. Đó nè, những cái mọc lọi ở đây nè, mọc này thấy nó lõm vô này mọi người, hình cái có cái hình nó có cái hình 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 gọi như là hình lục giác á, lõm vô này nè. Đó, thường vị trí này nè em thấy nó hơi khác tí, ai nghi rồi đó, bởi vì men nó chảy là phủ rồi. À, quá sức là đẹp luôn. À, cái này cái ché này ché lớn nhất nha, lớn nhất nha, lớn nhất bởi vì sao mọi người, lớn nhất bởi vì nó có hai cái thước, một là cái thước khoảng 55, cổ này là 68 á, là lớn nhất nha. Đó, 68 á, lớn nhất á. À, mọi người mua cũng để ý nha. Cái nồi nhỏ hơn giá nó mềm hơn, lớn chắc chắn giá nó cao hơn. Bởi vậy nhìn anh em mới chơi nhìn hình thì thấy so sánh tại sao nó rẻ, người ta mắc là vì phụ thuộc vào kích thước. Thứ hai nữa tình trạng. Đó. Không có nói được nha, bởi vì mình chơi mình nghiên cứu mình mới biết được ha. Ông người xem quá sức là đẹp luôn. Đẹp vậy thì phải xuống tiền thôi đúng không? Đó. Đó, người xem ha.
có những khách hàng em á, anh nói rồi, nói em lâu quá em nhớ không báo giá, hỏi em có khi còn giá rẻ hơn em đăng lên clip đó, chấp nhận thôi. Không, tự nhiên đang đi ngoài đường hỏi một phát em không nhớ, thì nhớ giá mua lúc đó thôi chứ chưa update giá thị trường, nó khác đó. Update giá thị trường thì em về em hoàn hòn lại, em sẽ tăng giá. Đúng rồi, đó bình thường đó, một người buôn bán mà, đúng không? Chứ bán bắt em bán lỗ hoài sao mà chịu được. Đó, tráng men từ trong ra ngoài luôn nha, rất là đẹp. Cái này đã bị tổng cộng cái chén là chén 6 cái tay, giờ còn được 2 cái, mắc 4 cái nha. Tình trạng là lành hết nha, không bị lỗi hết, chỉ bị lỗi bị ấy này, 4 này thôi. Đó, chấp nhận nha. Rất là già đồ luôn. Đó, mọi người xem thấy rõ chưa? Đã hình dung được chưa? Chưa hình dung được thì em cũng thua thôi, phải coi lại thôi. Mua đồ và nghiên cứu thôi, chứ em nói hết tình hết nghĩa là cạn lời rồi. Nói hết, chia sẻ hết rồi. Nói vậy mọi người không hiểu được, không nhìn ra được, em cũng thua. mình đi một đoạn đường dài đúng không? Có đồ này đồ nọ rồi phải đúng giá trị quá cũng món đồ rồi. Bởi vậy em một cái động lực đúng không, đi kiếm hàng đẹp cho mọi người chứ đúng không, chứ cứ đang đưa cái món đồ đẹp lên, hàng hiếm lên thì mọi người im lặng không ủng hộ, thì làm sao em tiếp tục đưa lên những cái món đó cho mọi người được, đúng không mọi người? Đó, chính mọi người là muốn là càng ngày càng nâng cấp hơn thì phải hiểu được cái giá trị đó, cái cốt lõi đó, đúng không? Đồ đẹp thì giá phải hợp lý ha. Cứ đè em xuống nói đồ đẹp mà bằng giá đồ nâng cấp cho vua chúa mà bằng giá dân thường sao mà được, nó khác đúng không? Đó, ở khách sạn 5 sao nó khác khách sạn bình dân nhé mọi người. Bây giờ tất nhiên mọi người mua bán mà đúng không, em cũng mong mà mang tới cho người một giá là hợp lý nhất để tất cả anh em được sở hữu những món đồ mà yêu thích. Bởi vì điều kiện mỗi người mỗi khác nhau đúng không, mà chung với thiên nhân có chung một niềm đam mê lớn lao là lưu giữ những đồ đẹp, thích nhìn ngắm những cái đẹp, thích những cái món lành mạnh này, thì em vẫn khuyến khích hết sức tối đa cho mọi người không. Đó, cái này mua về mọi người mua mấy cái cọng lâm công á, hoặc là những cái cành hoa mà nó đẹp đẹp đó cắm vào. Đặc biệt những bác nào có cái sảnh, hoặc là có cái sảnh có cái phần phòng khách á, rồi hoặc là phòng khách sạn, hoặc là công ty, hoặc là cái bất kỳ cái chỗ nào mình thấy đẹp á, mình để lên, kiếm một cái đôn gỗ thật là đẹp thì để lên, rất là giá trị mọi người nha. Mọi người ra đường và mua cái bình bông mới tinh thì cũng 10 mấy triệu, 20 triệu là bình thường rồi. Quan trọng mọi người có tư duy hay không thôi, đúng không? Tư duy còn bỏ ra tiền mình xứng đáng hay không thôi. Đó, tiền của mọi người thì sử dụng sao cho nó thông minh nhất á. Giờ đi mua đồ mới, những đồ sản xuất thì thị trường giá rất là cao, bởi vì công cán nó không tiền nào rẻ hơn, tiền nhân công cao, tiền nguyên vật liệu cao. Đó, thì mọi người thử đi một vòng những bình hoa ở chợ người ta bán giá nhiêu, rồi những cái bình bát tràng mới người ta bán nhiêu đó, không? Đó, thì nó vậy đó, không hề rẻ. Quan trọng mọi người là nhìn ra biết được cái nào nên đầu tư, cái nào không đầu tư thôi ha. Rồi, em báo giá luôn cho mọi người. Cái này báo giá vào tháng 9 2022. Này em bán cho mọi người với giá là 10.500.000 đồng nha. Đó, 10.500.000 đồng nha. Và bán không được nữa, chắc chắn cái giá sẽ tăng lên nữa. Chắc chắn nó sẽ tăng lên nữa. Bởi vì mấy cái ché này nó là ở đồng bào nó hết sạch rồi, không có thể không còn nữa. Săn lùng từ tay những nhà sưu tầm thôi.
mà em không bán thì cũng ít người bán lắm đó. Đó. Rồi 10.500.000 đồng giá tháng 9 thì nói chung cái món mấy món này cũng không cần bán đâu. Bán rồi thì mua lại giá còn cao hơn, còn biến lắm. Rồi số điện thoại em là 0903 540 460, cần thêm hình ảnh thì nhắn tin Zalo cho em. Mọi người đầy đủ xin chào mọi người. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào mỗi ngày lúc 22:30 hoặc lúc 12 giờ buổi trưa nha. Thân ái chào tạm biệt.